Chiều nay, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Giang Thắng, trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, chủ trì hội nghị sơ kết công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm, cấp quỹ các cấp có sự quan tâm, tập trung lãnh đạo thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị. Có nhiều giải pháp trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết 01 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh và quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh đi vào nề nếp, hiệu quả, thực chất hơn. Cùng với đó, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở và luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp chú trọng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động phát huy dân chủ ở cơ sở đối với các loại hình, đặc biệt là việc đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động thông qua phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Sáng nay, Ban tuyên giáo tỉnh quỹ tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 7 với sự chủ trì của Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh quỹ Đinh Văn Năm. Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, báo cáo chuyên đề những chủ trương chính sách mới đối với gia đình chính sách, người có công, gia đình thương binh liệt sĩ trong đó thông tin một số điểm mới của Nghị định 77 của Chính phủ. Ngoài ra, báo cáo viên được nghe báo cáo chuyên đề về tình hình phòng chống bệnh lao trên địa bàn tỉnh, những điểm mới về đề án phát triển du lịch góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân quyền Cao Lãnh khóa 7 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 để đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của quyện trong 6 tháng đầu năm, đề ra các giải pháp nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và kiện toàn công tác nhân sự. Tại kỳ họp, đại biểu đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết về kinh tế, ngân sách, miễn nhiệm trưởng ban kinh tế xã hội, thành viên của Ủy ban nhân dân quyện và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu hội đồng nhân dân quyện theo nguyện vọng. Các đại biểu tiến hành bầu bổ sung chủ tịch Ủy ban nhân dân quyện Cao Lãnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với ông Bùi Tấn Phước, Phó Bí thư huyện ủy, Bầu trưởng ban kinh tế xã hội, đối với bà Phạm Thị Xuân Mai, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo, Bầu thành viên của ban nhân dân huyện, đối với ông Đặng Vũ Điền, Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện. Quỹ ban nhân dân tỉnh yêu cầu sở văn hóa thể thao và du lịch tăng cường quảng bá văn hóa và phát triển du lịch, cần xây dựng giá trị văn hóa và con người đồng tháp một cách bền vững. Tập trung phát triển du lịch một cách hài hòa, phối hợp chặt chẽ và tạo sự đồng thuận giữa người dân địa phương, các đơn vị chế biến, sản xuất các mặt hàng nông phẩm từ sen. Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động đối với công tác đền ơn đáp nghĩa. Ủy ban nhân dân tỉnh khuyến khích cán bộ, công chức viên chức, người lao động chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa mức độ vận động đóng góp tùy vào tình hình thực tế của từng cơ quan đơn vị và có thể ủng hộ một lần hoặc nhiều lần trong một năm. Hỏi phương hướng phát triển các ngành công nghiệp xây dựng của tỉnh như thế nào? Trả lời cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng tập trung quy mô ứng dụng khoa học công nghệ và thành quả của cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của hàng hóa ưu tiên thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến sâu nông sản thủy sản đồng thời thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển cơ khí cơ khí chính xác dược phẩm và các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn giới bảo tồn phát triển các làng nghề truyền thống tập trung đầu tư phát triển các khu cụm công nghiệp trung tâm chế biến nông thủy sản gắn giới phát triển hệ thống logistics dịch vụ hậu cần dịch vụ hỗ trợ đẩy nhanh xây dựng khu kinh tế cửa khẩu đồng tháp và các khu cụm công nghiệp tại tiểu dùng Đồng Tháp 10, tăng cường phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo, phát triển ngành xây dựng theo hướng hiện đại, đủ trình độ chuyên môn và công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.